Đồng hồ vang vọng xin được kính chào tất cả các bác. Hôm nay đồng hồ vang vọng rất là may mắn sưu tầm được hai chiếc VDS nhập Pháp còn trong tình trạng rất là đẹp, tầm 94-96%. Để giới thiệu đến các bác yêu thích và sưu tầm đồng hồ cổ thì chiếc bên trái màn hình nhỏ của các bác sở hữu một mặt số vuông rất là đặc biệt. Bên tay phải của các bác là sở hữu một mặt số bát giác nằm rất là phổ thông. Cả hai chiếc thì được thiết kế rất là nhỏ gọn nhưng nó mang đậm bản sắc của người phương Tây. Thiết kế cực kỳ là tinh xảo và tuyệt vời. Bây giờ em sẽ quay sát từng chiếc để các bác có thể ngắm chi tiết từng chiếc một. Chiếc đầu tiên có mã số là 824, sở hữu một mặt số hình chữ nhật như các bác đang nhìn đây, logo VDS và Made in Fancy. Đây là một mặt số còn trong tình trạng là 95%, rất là sáng, viền inox rất là cao cấp, kim đặc trưng của thương hiệu VDS như các bác đang nhìn đây. Nhìn sâu thì các bác có thể nhìn thấy mặt số này rất là đẹp. Phần kính bên dưới thì đã được tráng gương để độ lao phần của nắp đang nắp rất là đẹp. Thùng thì được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, nổi vân tự nhiên nên các bác có thể thấy ngay từng đường vân và các đường viền cạnh của thùng thì đã được thiết kế rất là mềm dẻo, nó mang một bản sắc riêng rất là đặc biệt, thiết kế cực kỳ là tinh tế. Các họa tiết hoa văn thì được chạm các chìm trên nền gỗ luôn, đối xứng hai bên. Thì theo nhận xét thì đây có thể là được gọi là một chiếc thùng cánh bướm như các bác hay gọi. Em sẽ mở phần bên trong. Còn nguyên bản và đầy đủ tất cả các phụ kiện. Đây là một tờ giấy của nhà sản xuất đưa ra. Các đường vân gỗ và thùng ở bên trong này nổi lên rất là đẹp, các bác có thể ý ngay, cực kỳ tuyệt vời. Tay lên cót zin, ốc bắt tường này. Khi đến với đồng hồ vang vọng thì còn được tặng kèm thêm một hộp hút ẩm này, một nọ dầu, các bác có thể đi ngay. Một logo VDS thì đã được gắn dưới đáy thùng. Đầy đủ các phụ kiện đây, các bác có thể nhìn đây, khóa gông. Theo nhận xét thì chiếc này em còn giữ được giấy tờ mua bán và được mua vào năm 1964. Logo VDS và con dấu của người đã bán rất là chi tiết và cực kỳ là đặc biệt. Ốc bắt chân đế này, nguyên bản, đầy đủ tất cả mọi thứ. Củ gông chữ T, đặc trưng của thương hiệu. Và đây, các đầu thanh chống máy và các thanh khóa buông. Các bác có thể nhìn sơ qua bộ máy, một bộ máy cực kỳ là đẹp. Vàng ươm từng chi tiết một. Theo bộ máy này em đã xét thì nó có vẻ đẹp tầm 94-95%. Nên các bác thoải mái chơi trong quá trình chơi, về lâu về dài, rất là vàng. Rồi, em sẽ test luôn tiếng chuông để các bác có thể thưởng âm. Một âm thanh rất là đặc trưng của bảng Westminster được thể hiện trên thương hiệu VDS rất là hay. Em sẽ chuyển sang chiếc thứ hai có mã số là 819. Đây là một thiết kế với các song trụ thì được làm cực kỳ là tuyệt vời, gỗ mịn nên các bác có thể nhìn đây, rất là mịn luôn. Mặt số bát giác nằm này, logo VDS chữ ký này và có Made in Fancy. Đây là một mặt số rất là cũng trong tình trạng rất là đẹp, từng số một rất là rõ nét, các bác có thể đi ngay. Phần bên dưới thì đã được thiết kế này, các họa vét, họa tiết tô điểm thêm cho phần quả nắc đang nắc rất là đều ở bên trong. Các bác có thể từng chi tiết một quả góc cạnh một quả chiếc đồng hồ đẹp tuyệt vời. Em sẽ mở phần bên trong. Vẫn là một tờ giấy in Jackson của nhà sản xuất.
còn đầy đủ và nguyên bản mọi thứ của nhà sản xuất. Tay có zin này, hai ốc bắt máy, bắt chân máy, bắt tường và các móc cài còn đầy đủ ốc bắt chân đế, dầu và thẻ bảo hành thì các bác thấy rất là đầy đủ luôn. Và một logo thương hiệu VDS ở bên dưới. Các bác có thể để ý một lần nữa, sơ qua một mặt số rất là tuyệt vời. Càng nhìn thì các bác còn càng thấy độ sâu của cái mặt số và vẻ đẹp của chiếc mặt số. Bây giờ em sẽ soi sơ qua đánh giá phần máy. Vẫn là một bộ gông chữ T đặc trưng của thương hiệu VDS, hai thanh khóa búa và hai thanh bắt chống máy còn đầy đủ. Đây là một bộ máy theo nhận xét thì có vẻ đẹp tầm 96%. Các bác có thể nhìn đây, nhìn và đánh giá luôn. Một bộ máy vàng ươm. Các thanh gông còn xanh đen. Rồi, để các bác ngoài trời nơi em sẽ test luôn tiếng chuông của chiếc này. Sáu tiếng và các bác cũng đã vừa được thưởng thức thêm một bản Webminster nữa được thể hiện trên một chiếc đồng hồ của thương hiệu VDS. Theo nhận xét cả hai chiếc này rất là tuyệt vời cả về hình thức và cả về âm thanh, như các bác cũng đã vừa được thưởng âm và được xem chi tiết. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ vang vọng. Giá em sẽ công khai ở dưới phần video.